Em đi đâu, làm gì, anh ấy biết hết. Ồ, này căng nè. Này giống như stalker. Stalker hơi stalker. Sao giỏi vậy ta? Đây, đây, là, ai? Đây là không phải là câu chuyện của Nhã mà là của một người bạn của Nhã, là một cô em. À rồi. Ừ, thì tại vì cái hôm đó là Nhã cổ kêu là buồn quá, hẹn chị Nhã ra ngoài cà phê ngồi nói chuyện. Thì lúc đó cổ mới kể về cái câu chuyện là anh bạn trai này, cổ bảo là em chia tay rồi, em buồn lắm chị ơi, em buồn lắm. Tại vì anh thương em lắm, anh cưng em lắm, anh chăm sóc em kỹ càng lắm. Ồ, thế tại sao em chia tay? Là tại vì anh ấy kiểm soát em dữ quá. Tức là bởi vì người ta chăm sóc và thương yêu mình nhiều quá, cho nên là nó chuyển sang một cái hướng khác là kiểm soát. Và cái đỉnh điểm mà cái cô bé đó cổ không chịu đựng được nữa, đó là cái hôm đó cổ đi chơi mà cổ quên báo với cái anh này. Thế là không biết là ảnh theo dõi hay là ảnh tình cờ anh đi ngang qua đó anh thấy nữa. Thì ngày hôm sau anh hỏi là ngày hôm qua em đi đâu đó, em đi chơi với những bạn đó đúng không, giờ đó ở đó đúng không. Thì cô này kiểu như là kiểu tại sao mình đi đâu làm cái gì mình chơi với ai ảnh cũng biết rồi, ảnh luôn luôn kiểm soát mình là mình không được chơi với người này, phải chơi với người kia, không được như thế này, không được như thế nọ. Và cái đỉnh điểm lần đó là cô cảm thấy là cô bị kiểm soát dữ quá, xong cô nói là chia tay. Và cô đòi chia tay luôn. Nhưng mà cổ chia tay, nhưng mà ngày hôm sau cổ về thì cổ khóc, cổ buồn dữ lắm, tại cổ tiếc lắm, tại vì đó là cái người chăm sóc cổ rất là cẩn thận. Thì cổ không biết là cái việc mà cổ chia tay như vậy thì có sai hay không. Nhã thấy sao khi mà bạn Nhã kể câu chuyện đó cho Nhã nghe? Thì cổ cũng có hỏi với Nhã vậy. Em vẫn thương ảnh lắm nhưng mà em cảm thấy em bị kiểm soát quá. Thì Nhã nói là thật ra thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái trái tim của em muốn như vậy hay không. Còn nếu em cảm thấy cái chuyện đó là quá sức chịu đựng của em, và tình yêu không bao giờ có chữ chịu đựng nha. Nó chỉ có sự chấp nhận thôi chứ không có chịu đựng. Còn nếu em cảm thấy em phải chịu đựng thì em nên suy nghĩ lại. Ai da, cái này thì giống như cái chuyện mà nãy chị Phương có chia sẻ ha. Cái kiểu mà giống như là đi đâu cũng phải nói cho biết làm gì, rồi đi với ai nọ. Nhưng mà từ đó nó có một cái điểm tốt là lỡ như mình thật sự bị cái gì thì người ta biết kiếm mình đúng ở đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Các bạn nữ thấy như thế nào về cái chuyện đó Tú? Cái việc mà sự công bằng và sự tin tưởng giữa hai người rất là quan trọng. Giống như em thì thực ra thì những cái mối quan hệ của em nó không bao giờ nó cái kiểu là ghen tuông quá nhiều hoặc là quá gia trưởng, thì bởi vì em với cái người bạn trai nó rất như hai người bạn thân vậy đó. Đó nên là phải hiểu nhau và phải tin tưởng, thực sự tin tưởng nhau, chứ đừng có cái kiểu mà áp đặt quá mức khiến mình kiểu mình bị ngợp anh. Vậy thì bây giờ mình thử bàn luận đi, thế nào là áp đặt quá mức, mọi người nghĩ thế nào là áp đặt quá mức, anh Bơ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét theo vấn đề về tâm lý và đây là đại đa số mặt bằng chung thôi. Những người áp đặt và luôn kiểm soát như vậy luôn là những người chủ động phản bội. Bởi vì họ luôn suy nghĩ đối tượng nửa kia mình sẽ có bất cứ một lý do và một cơ hội đó để phản bội ngược lại mình. Họ luôn dè chừng, họ luôn không có niềm tin dành cho người kia. Họ để ánh mắt của mình 24/24 vào người đó. Và thường mình nhìn cuộc sống ra sao, bằng lăng kính màu gì là sẽ thể hiện cái tính cách của mình như vậy. Không, nhưng mà cái này không đồng ý lắm. Phản bội. Cái này không đồng ý lắm với anh Bơ là bởi vì nếu lỡ như người đó đã từng bị phản bội trước đây thì sao? Không phải lỡ như từng bị phản bội. Đúng không? Tại vì người đó đã từng bị một người nào đó trước, người ta phản bội mình, thì bây giờ người ta mới phải như vậy. Nó sẽ càng khác nữa. Từng bị phản bội, nó sẽ dè chừng cái kiểu khác chứ không phải kiểm soát. Thế dè chừng kiểu nào? Nếu như từng là phản bội á, là mình sẽ yêu một cái kiểu khác và thậm chí là ngừng luôn cái việc yêu đó. Mà một khi đã yêu trở lại, nó sẽ có một sự dè chừng dựa trên sự tôn trọng của sự tổn thương, chứ không phải là dựa trên một cái sự cầm tù. Và những người thích chủ động kiểm soát như vậy là tôi đã biết cô ấy đang ở đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một cái hành động khác cùng với cô gái khác, thí dụ như vậy. Tôi thích rõ hơn cái ý là lý đàn ông khi đó, mà một người nào mà có cái mầm mống mà họ phản bội á thì họ sẽ kiểu là em đang đi đâu vậy, em đang làm gì vậy, hỏi để biết chứ không phải hỏi để mà gặn hỏi. Cái chuyện ở đây người ta đang nói tới là gặn hỏi là em đang đi với ai, em đang làm gì, chứ còn cái chuyện mà phản bội cái thì đó em nó càng được xác định ngay từ đầu. Vui. Chỉ có chuyện bình thường nó khác nhau cái chỗ đó, đúng không? Chị thấy như thế nào? Chị cũng đang hoang mang. Thấy như hoang mang quá. Không, Hằng nói vấn đề này có liên quan đến Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm mống Bảo hả? Đó, Quang Bảo. Đó, Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm mống phản bội trong một đại gia đình, mà càng về gia trưởng nữa nha, thì họ sẽ càng nghĩ là ôi, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, và họ có quyền như vậy. Và khi họ đã kiểm soát được hết tất cả mọi thứ về nhân lực, về vật chất, về tài chính, về tất cả mọi thứ trong cuộc sống và gia đình, thì họ dễ dàng dẫn đến những cái việc là tan vỡ là đương nhiên vì cái tính gia trưởng này. Đó. Và bên cạnh đó, quản lý được cái thời gian giờ giấc của người kia thì ôi trời ơi, quá dễ hoạt động. Mà thậm chí đó là một cái màn đánh hoa mù các chị thôi. Trời ơi, anh quan tâm mình nè. Anh hỏi ăn cơm chưa, chan canh chưa, rửa chén chưa.
qua là đó một động tác giả của họ mà thôi. Vậy là coi như là tôi chỉ mới ở mức 1 thôi. Anh Hoàng tới mức mấy là dạ, mức quá mù rồi, tôi không hiểu cái vấn đề nhưng mà mà em không biết rằng là trong cái phân tích của anh Hoàng là nó tất nhiên là nó cũng có những cái trường hợp kiểu là người ta lẫn với gia trưởng mấy cái là người ta nằm chủ tình hình để người ta quanh tạc theo ý của người ta, nhưng mà Phương vẫn nghĩ rằng không hẳn rằng là một người đàn ông gia trưởng cái kiểu như là hỏi em ăn cơm chưa, em làm gì cho ăn chưa, cái đó không phải là gia trưởng. Cái gia trưởng ở đây là ngay từ đầu đã đặt ra những cái vấn đề đó, cái nguyên tắc, nó gọi là những cái nguyên tắc đó. Anh không thích em như vậy và chúng ta trên nguyên tắc đó để chúng ta lấy nhau. Còn những trong trường hợp nào mà phạm phải hay như thế nào thì nó là gia trưởng. Còn cái kiểu mà hỏi dò như vậy, hỏi người quan tâm cho có như vậy thì nó, em nghĩ nó không phải là gia trưởng. Tùy tình huống đúng không? Tùy tình huống để mà có thể đưa ra một cái nhận định đó. Thôi bây giờ tiếp tục đi. Câu chuyện thứ tư, công việc và anh em phải chọn. Ủa là ai kỳ cục vậy? Ai biết? Cũng có nhiều trời, người câu vậy này mà. Thường là phụ câu chuyện này của ai nè? Mình chứ đúng không ta? Đúng rồi. Xin mời Đàm Phương Linh. Xin chào mọi người, mình là Đàm Phương Linh. Và đây là một cái tình huống mà Linh đang gặp phải trong cái mối quan hệ của mình. Khi mà em làm cái trong cái ngành giải trí như vậy thì bạn em cũng là một người có cái tính ghen. Cũng không có thích em liên lạc hay nói chuyện với những cái bạn khác giới. Hay là kiểu đi làm mà mình chụp hình nè, hay mình quay phim hay quay MV nọ, mình phải công việc nó yêu cầu mình phải tương tác gần gũi với lại người bạn diễn của mình, thì là ôi đó là cả một vấn đề to lớn, khó chịu đối với bạn của em đó. Thì đỉnh điểm là một cái hôm có một công việc là em phải đi chụp hình báo. Thì trước đó thì em có gặp bạn để cùng đi ăn với nhau. Thì anh mới hỏi là sau khi đi ăn xong rồi thì lát em đi đâu. Lát thì em có công việc em đi chụp hình báo. Thế là mặt khó chịu ngay. Mà hỏi là chụp hình một mình hay chụp hình. Thì như có một bạn nam cũng chụp hình chung mà không. Tại vì em không có hỏi tên cho nên là không biết là ai hết. Là mặt nó khó chịu bừng bừng rồi, ủa tại sao vậy, em thích cái nghề này lắm hả? Rồi không đi làm cái nghề này em không thấy vui hay sao? Làm nghề khác cũng được mà tại sao phải chọn cái này? Rốt cuộc là em thích cái gì ở cái nghề này, kiểu vậy. Thì em nói ủa sao anh mắc cười quá à. Anh từ quen nhau cũng 2 năm rồi, tức là vẫn 2 năm rồi. Thì ủa anh quen đến giờ anh biết cái tính cách của em là em rất là biết giữ khoảng cách đối với người khác giới khi mà em quen với anh. Em thấy là sự tin tưởng mình dành cho nhau cũng khá là lớn. Tại sao tự nhiên đụng đến cái công việc này thì anh lại cứ nói chuyện kiểu đó. Đó cứ gây nhau nhiều đến mức mà qua luôn cái giờ mà em phải đi làm luôn á. Đến lúc mà nhìn lại á, thấy qua mất giờ luôn, phải vội vàng mà mình gọi điện, mình cancel, mình tại vì bạn nó không chịu chở em về, bạn nó cứ chở em trên xe đó mà bạn nó chạy rất nhanh. Đó, cứ nói chuyện cho ý là chạy như vậy là để em không thể dừng lại được, không thể đi làm được á anh. Tính vậy đó. Cái thằng đó lúc đó là mình chỉ biết là phải nhắn tin, mình gọi thằng mình cancel, mình xin lỗi, ủa mình mất uy tín, mình thấy bực bội dã man luôn. Phải cancel chứ hả, lúc đó thì em phải nói thôi chứ giờ mình vừa bực mà khi mà con gái mà bực lên thì sẽ khóc đó. Anh nghĩ coi lúc đó mặt mũi tèm lem, đầu óc thì như vậy rồi, trong cái tình huống mà chạy vòng vòng ở trên đường không bước xuống được đường để đi chỗ khác vậy thì làm sao bây giờ? Nó quá đáng lắm luôn. Quá đáng lắm luôn. Sao các bạn nam thấy chuyện này như thế nào? Không chấp nhận được. Đàn quá ông tính tình kỳ cục vậy không được. Không, nhưng mà bây giờ không, mình phải nói một cách thẳng thắn như thế này, tại vì chúng ta đều là những người làm nghề. Nghe tức chứ. Nên chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta thử đặt mình cho cái vai trò là người không làm nghề thì sao? Không, bây giờ anh đặt là anh nghĩ bạn gái mình làm một cái nghề khác nè. Thí dụ như thư ký đi. Ghen, cậu thư ký hả? Giám đốc hả? Tiếp khách hả? Giờ này là phải giờ hành chính. Nói chung ngày nào cũng ghen được anh. Ngày nào cũng ghen được, quan trọng là bản chất của con người thôi mà. Chồng có tin tưởng nhau đúng không? Em chia tay là đúng rồi cưng mày. Không đủ tin tưởng thì nói chuyện. Mà như lúc đó mà em gọi cho anh là được rồi. Alo cho anh một tiếng thôi. Ủa giờ anh phải rapper có đang coi chương trình. Anh biết rapper, anh sẽ diss nó bằng một em muốn nói gì với lại vợ của anh Bơ hả?
chị ơi, ảnh ở nhà có tính vậy không? Hay ảnh có hay thả thính rác rồi quan tâm mọi người khác như vậy không ạ? Nếu như ảnh có như vậy, Hoàng rapper tốt bụng quá nè mọi người. Nếu như là chị thấy có điều gì đó thì chị có thể gửi về cho chúng tôi thư về fanpage của chương trình Dạ Bà Tình Yêu Chị nhé. Còn mình phát sóng là mấy giờ? Là em cũng có câu chuyện gần như là y chang của Linh. Gần như là y chang, nó khác là sao? Thì tại vì là em cũng là làm trong nghệ thuật thì cái bạn đấy thì cũng không thích em theo nghệ thuật. Thì ngay từ đầu là trong cái lúc mà em còn đi học luôn đấy thì em vẫn còn chưa sự nghiệp, nó vẫn còn đang mới chớm thôi, chưa có gì cả. Thì là lúc đấy thì bạn ấy cũng đã hay xét nét mỗi lúc mà em đi diễn hay là em mặc đồ hay là như nào đấy. Và thường người đấy cứ hay kiểu cằn nhằn hay nói với em là thôi đừng có đi làm ca sĩ, làm ca sĩ làm gì, làm giáo viên dạy nhạc đi hay nào đấy, kiểu thế, làm như thế cho nó kiểu nó an nhàn, cho nó đỡ bị tai tiếng. Và cho đến khi mà em có một cái cơ hội là em đi thi và em được sang Hàn Quốc, thì lúc đấy là cái điều mà em rất là mong muốn từ trước đến giờ và em đã đạt được điều đấy, là bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là em, thì bạn đấy thấy em đang trên cái đà lên, bạn ấy lại càng không thích, tức là có một chút ích kỷ là muốn giữ em cho riêng mình chứ không muốn là em phát triển và có nhiều người biết tới và nhiều người để ý. Thế là đến khi mà em đi thi cuộc thi đấy rồi thì cãi vã rất là nhiều. Và khi mà như em nhớ là em vừa mới qua tới Hàn Quốc được một ngày là đã cãi nhau chia tay rồi. Chỉ vì đơn giản là bảo là bây giờ đi thi rồi, bên đấy đấy, bao nhiêu là con trai đấy, ở cùng nhau ký túc xá đấy, ai mà biết được tôi, làm sao mà tôi biết được là cô làm gì với những người đấy. Khoan, nhưng mà hai cái câu chuyện này chúng ta đang nó hơi nghiêng về cái chuyện là bị ghen tuông trong tình yêu. Thế thì cái gia trưởng có thể hiện ở đâu của hai bạn này? Có, bạn ấy có nói là đấy, bạn ấy cứ muốn là em là đừng có đi hát nữa. Nhưng mà nhắm cấm người ta rồi, vậy sau này có lo được cho người ta không? Đấy, tức là lúc nào cũng nói. Rất sắc. Rồi bây giờ thử đặt ra một câu hỏi đi. Nãy Gian có nói là nếu như là hỏi có bạn nam có lo cho người ta hay không, thì bây giờ nếu như mà lo được thì sao? Có bỏ luôn á, bao chọn gói cuộc đời. Bây giờ bao chọn gói luôn, từ A đến Z luôn, em muốn cái gì em cho cái đó. Cái đó sẽ theo cái mục đích sống của tùy cái người con gái. Ví dụ như với Misa đi thì là bản thân mình tự lo được đầy đủ hết cho cái cuộc sống của mình. Mình quen bạn trai mình cũng đâu cần người ta phải lo. Cho nên cái công việc là cái mà mình muốn làm, cái là đam mê của mình, cho nên là dù có bắt ép cỡ nào cũng không. Có thể là bỏ bạn trai luôn, nhưng rồi mà sẽ không bỏ công việc, bởi vì đó là cái sự yêu thích, sự đam mê của mình rồi. Rồi, đó là khiến của mình xoa. Còn Gia Linh thì sao? Còn đối với em, nếu như mà cái bạn nam đó mà thật sự yêu em thì em nghĩ về cái chuyện kinh tế thì cả hai đều phải cố gắng rồi. Nhưng mà họ sẽ không bắt em phải bỏ công việc, tại vì từ lúc yêu á là mình đã biết tính cách của nhau mình mới yêu, chứ không phải từ ban đầu mà mình biết người đó là không thích mình làm nghệ thuật mà vẫn quen thì nó lại là một cái chuyện khác. Nên là em sẽ yêu cái người mà chấp nhận công việc của em. Và nếu như mà sau này cái chuyện tương lai á, mà em phải bỏ công việc nghệ thuật á, chứng tỏ là do em muốn. Em muốn là gia đình hạnh phúc hơn, hay em muốn giảm công việc để em chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con của mình hay sao đó. Chứ không có ai mà ép buộc được mình hết á. Mà do họ, mình yêu họ thì mình chấp nhận chuyện đó thôi.